Xin chào các bạn. Nhân của chúng mình đến từ trường đại học Hoa Sen và chúng mình là OSO. Lời nói như thế này, làm gì là tốt nhất? Nóng như thế này ở nhà mở máy lạnh là sướng nhất. Nóng như vậy ăn kem là ngon nhất. Mình chọn đi bơi vì bơi vừa mát vừa tốt cho sức khỏe. Ủa, đi đâu hết rồi? Đi. Đi đâu? Đi rồi biết. Có một món quà vô giá mà tàu hóa đã ban tặng cho tổ quốc của chúng ta, đó là biển đảo. Hình ảnh biển đảo trong mỗi con người Việt Nam luôn là những hình ảnh đẹp nhất. Trong 63 tỉnh, thành phố của cả nước, thì 28 tỉnh, thành phố có biển và gần một nửa dân số sinh sống tại các tỉnh thành ven biển. Không quá khó khăn để chúng ta có thể chọn được một bãi biển hay hòn đảo đẹp để du lịch. Và cũng không phải ngẫu nhiên mà cứ đến những dịp lễ và hè về, người ta lại kéo nhau đi biển. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Quang Tuyết My, sinh viên năm 3 ngành quản trị kinh doanh của trường đại học Hoa Sen. Sở thích của mình là nấu ăn và hay may. Chào tất cả các bạn, mình tên là Quang Tuyết Linh, sinh viên năm 3 của trường đại học Hoa Sen và sở thích của mình là vẽ và đi bộ. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Đặng Thị Trúc Hiền, là sinh viên năm nhất ngành marketing của trường đại học Hoa Sen và sở thích của mình là nấu ăn và chơi guitar. Chào tất cả các bạn, mình là Ngô Thúy Vương Thanh, sinh viên năm 3 ngành quản trị kinh doanh trường đại học Hoa Sen và sở thích của mình là chơi đô ta và nấu ăn. Chào các bạn, mình là Lê Hữu Phước, ngành nhân lực, sinh viên năm nhất trường đại học Hoa Sen và sở thích của mình là nhấp ảnh. Và chúng mình có chung một niềm đam mê, đó chính là du lịch. Và ánh nắng vàng và những hàng cây xanh mướt, những cảnh quan thiên nhiên sơn thủy đa dạng, nhiều vịnh bãi cát trắng, hang động và các bán đảo lớn nhỏ liên kết với nhau thành một quần thể du lịch hiếm có trên thế giới. Cùng với tình yêu biển đảo, không đơn thuần chỉ là tình yêu với cảnh vật mà còn là đối với con người nơi đây. Tình yêu ấy đã kết nối những con người Việt Nam lại với nhau, những con người tuy khác nhau nhưng đều có chung một tình yêu quê hương đất nước. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu chuyến hành trình nhé! Yeah.
biển đảo trong tôi là một điểm đến.